bây giờ là mình chuẩn bị đi vô chỗ nhà hàng để ăn trưa. Hello mọi người. Đi trung đoàn thì chưa biết nó để mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Góc phòng của mình là có set table á, mình sẽ được món bữa ăn bữa trưa. Rồi, được chưa chị? Có phải chân không? Ok, được chưa? Wow, quá đẹp. Không phải hay là ăn trưa? Mười lăm người à?